Nước dừa Bến Tre là đam mê của anh François Colomvan. Cách đây 6 năm, khi còn làm việc cho một công ty Bỉ, François được công ty cử đi công tác ở Việt Nam. Và lần đầu tiên được biết vị nước dừa tươi uống trực tiếp từ quả dừa Bến Tre. Tôi vốn thích nước dừa. 2 tháng ở Việt Nam, tôi thường uống nước dừa. Một người bạn nói với tôi, có nên nhập nước dừa về bán ở châu Âu hay không? Thế là tôi lập công ty chỉ để nhập khẩu nước dừa Việt Nam, cách đây đã gần 6 năm. Món đồ uống thiên nhiên của Việt Nam tăng trưởng dần trên thị trường châu Âu nhờ nương được vào xu hướng ở châu Âu từ mấy năm nay, tiêu dùng thực phẩm lành mạnh, không thêm đường, không phụ gia, hóa chất. Tôi nhập nước dừa của công ty Betrimex. 6 năm nay, chúng tôi làm ăn với nhau và ngày càng mở rộng sản phẩm này trên thị trường Bỉ. Cocosim Việt Nam đang dần trở thành thương hiệu nước dừa được ưa thích trong các siêu thị và nhà hàng châu Á ở đây. Dần ra, công ty nhập thử từ Việt Nam sữa dừa cho các nhà hàng Thái, dầu dừa cho các hiệu làm tóc. Nhưng nước dừa tươi nguyên chất Bến Tre vẫn là mặt hàng chủ lực cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng và quán bar tại Bỉ. Chắc anh Công Văn đem hàng tới thì muốn đưa hàng của nước dừa của Bến Tre thì mình thấy cũng thú vị, mình lấy cho một cái cửa hàng của mình thôi. Rồi từ đó cái đi tới mình cứ tiếp tục lấy sản phẩm của anh François. Hiệp định thương mại tự do đang mở ra nhiều cơ hội mới. Sau nước dừa, François đã nhập thêm từ Việt Nam bún gạo, bánh tráng, nước tương, nước mắm, rồi bia Sài Gòn. Anh François thì ảnh mới lúc đầu ổng biết tiệm mình thì ảnh mò đi tới đây thì ảnh giới thiệu cái sản phẩm Cocosim cho mình. Rồi sau đó là bia Sài Gòn, tại vì bia Sài Gòn là một cái bia là mình bán chạy ở trong nhà hàng. Nhà hàng Việt Nam thì đa số nhà hàng nào cũng phải có bia Sài Gòn. Hiện nay công ty SIE phân phối nông sản Việt Nam cho khoảng 130 nhà hàng và siêu thị thực phẩm tại Bỉ, đồng thời cũng bán buôn những sản phẩm này cho một công ty tại Cộng hòa Séc. Xây dựng sự nghiệp từ nước dừa Việt Nam, anh François Colomvan dự tính năm sau sẽ tuyển thêm nhân lực nhằm mở rộng quy mô nhập khẩu nông sản Việt Nam sang châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Senef, Vương quốc Bỉ.